Vai đến mấy tay á? À, chín mấy tay à. Thưa cô bác, là ông bảo là ông đi chân trâu là gặp một bộ áo thóc này mét rồi gì ngum nữa nhá. Đây thì chắc là dùng để che che bao thóc sao ấy chú mét tay cho mà dê kìa. Ồ ồ chuyện sắp mất tống tay biến tù chìm mà tù à. Bây giờ còn hai bao thì liệu năm nay thì có đủ ăn không? Ông bảo là cái này thì cũng không biết được. Thế có phát hiện được gì không? Không. Có phát hiện được gì à? Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với Dùng Mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác anh chị, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Thứ nhất là xem là mấy anh em thợ sơn sơn nhà thứ hai tới đâu rồi. Và thứ hai thì cháu Lực có nghe được một câu chuyện là hiện tại là em Sử bây giờ đang đi gọi là đi từng nhà một của bác ấy, để xem là nhà nào mà lấy bao thóc của mình đi ấy. Đây thì cũng gọi là chỉ đi quanh ở đây thôi các bác. Đây em Sử thì cũng không có nghi ngờ ai. Và vừa rồi cháu Lực điện cho em Sử thì cháu Lực có nói với em Sử, có nói với cháu Lực rằng là em ấy đang đi từng nhà một để xem là kiểm tra xem là bao thóc, xem là thóc của mình thì có liệu có ở nhà nặng người ta không. Thì ở đây thì nếu mà bà con ở trên này có bác này hay là cái trộm ấy, nếu mà trộm bao thóc của mình đi thì một khi là đi xuống chợ hỏi xem là có ai mang thóc xuống bán không. Nếu mà nhà nào mà mang thóc xuống bán thì là nghi nhà đấy rất là lớn của bác ạ. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả có ba anh chị là cùng Lực đi vào là xem mấy em mới thợ. Hôm nay hôm qua đã sơn đến đâu rồi, hôm nay thì tay thợ là chưa có đi vào và hoàn thiện mốc cô bác ạ. Để nhìn của bên ngoài thì một cái hộp sơn mà hộp sơn này thì có vẻ như bây giờ chúng đang ghi hình lên thì nó sẽ hơi sáng một chút cô bác ạ. Đấy, nó hơi sáng một chút như ở trên này cô bác này. Ở trên này thì nó tối hơn, thành ra là màu nó đậm hơn. Còn là đi vào trong nhà thì tất cả một cái thì tay thợ cũng đã ở trong này thì cũng gọi là hầu như gần như là vào hoàn thiện rồi các bác. Đứng ở trong ngoài nhà vệ sinh tất cả một cái nữa, ở trong nhà vệ sinh tất cả thì cũng đã sơn hết rồi các bác. Có thể là ngày mai nó sẽ bảo mấy anh em trong đội mà anh em mà làm điện với lại làm điện đứng nước các bác, tôi sẽ chảy bóng cho nước từ bên kia sang gọi là bên này luôn, thì là bên này sẽ rỉa bát ở trên này luôn các bác, nấu cơm sẽ bát ở đây luôn. Đấy, và ra đến phòng khách thì chúng ta nhìn thấy là rất là sáng các bác. Khi mà sơn nhà xong ấy, đây ở đây thì các anh sơn xong thì các anh đều là dọn dẹp lại cỏ rất là kỹ để cho không có sơn nó bị dính vào tường. Là phòng đây là thiếu ra đây có thể là cũng hoàn thiện là phần sơn xong rồi đấy các bác. Sờ xem là cái chất lượng sơn của nó có bị dính vào tay không, không có bị dính à cô bác ạ. Đấy, rất là mịn sơn đấy các bác. Mình trong khi mà mình mài vào mình đã trà hết rồi, thành ra là nhà nó trà một cái rồi, thành ra là những cái phần si các bác nó lôi ra ấy. Thì có biết anh trà là mịn mà sạch sẽ hết rồi. Đấy,
Ở đây thì hai cái màu sơn này nó na ná là hơi hơi giống nhau một chút cô bác ạ. Màu ở bên trong thì nó sẽ sáng hơn một chút. Anh nhưng mà nếu mà bây giờ ở trong nhà thì nhìn nó có vẻ là bây giờ nhìn ở góc này đi thì hai cái màu nó y xì giống nhau một chút. Nếu mà tận mắt mà chứng kiến thì ở trong nhà thì nó sẽ nhạt hơn một chút cô bác ạ. Nó sẽ màu hơi là trắng trắng sứa một chút. Còn ở phần ở bên ngoài thì nó là hơi tối tối một chút. Cái phào chỉ thì bỏ cho được định là lấy cái màu ở trong cái đây à? Lấy cái màu ở trong nhà ra để lấy cái phào chỉ đấy. Nhưng mà hai cái màu nó chỉ là khác nhau một chút thôi, cho nên là không có thể phảo được cái phào chỉ nó nổi lên, nên là cháu được lựa chọn là cái màu này là màu kiểu màu cam cà phê cô bác ạ. Đấy, màu cam cà phê. Ở đây thì cháu được chạy phào chỉ là chỉ có chạy một đường ở trên này thôi, còn một đường ở trên phần trên cái phần làm cái chữ A cái nữa. Thôi thì không thấy là bao cháu ở lên đây. Giờ cháu được sẽ đi xuống với nhà và bao cháu xem là đấy là câu chuyện mà bảo là tìm được thóc hay là em chỉ là cái tìm thóc các bác xem là câu chuyện này như thế nào. Đấy, sau khi ngày mai mà anh em thợ là đi vào hoàn thiện thêm thì là cháu được sẽ gửi qua tiền là công thợ của mấy anh em thợ luôn. Đấy, còn nhìn được xa thì có vẻ là nhìn xa thì trông nó đẹp hơn các bác. Nhìn được xa thì có vẻ là hai cái màu mà nó khác biệt nhau rất là toàn, màu trong nhà thì sáng hơn, màu ngoài thì nó sẽ tối hơn. Thế nhưng mà cái màu này khi mà có ánh nắng vào các bác thì nó sẽ không tối đâu mà nó sáng sáng ngôi nhà luôn, một khi có ánh nắng vào ấy. Mình không biết là hôm nay đi xuống nhà của bao cháu thì liệu là ba cái bao cháu kia thì có tìm được được không. Mình không biết là một khi em thử là em mới đi xem là thóc là bao thóc quá xem là đã phát hiện ra được là chút nào không. Hôm qua thì em thử ăn cho lưu rằng là em chỉ là có nghi ngờ thì hôm nay em xử là ở đây thì câu chuyện đấy là em xử chỉ nói với cháu Lực thôi chứ không em xử cũng có đi gia đình nhà người ta bảo là cứ chầm chầm là đi xem thóc các bác, có nghĩa là giả vờ đi vào mà chơi thôi, nhưng mà kiểu mình vẫn để ý xem là thóc của mình nhé. Em xử thì nói là khi mà em nói đó thì cháu Lực như vậy các bác bảo là đi nhà người ta xem thóc, cháu Lực cũng rất là sợ rằng là em xử sẽ đi đùng đùng vào đi là gọi là đi hỏi. Và sau một lúc thì em cũng nói cho biết rằng là gọi là đi chỉ gọi là đi vừa đi chơi không phải vừa để ý đâu. Cái nguồn nước này thì bây giờ cũng đã gần cạn kiệt rồi cô bác ạ. Nguồn nước này thì mấy nước sẽ cạn kiệt hoàn toàn cô bác, nó sẽ cạn kiệt là gọi là sạch luôn. Em và cũng rất là may là ở thế nhà cũ của bao cháu thì cũng có được đặt thêm một cái tách này. Cái tách này là cái tách mà lần đầu tiên cháu Lực nhận được cái khoản và hỗ trợ của bà Vương Kim Thanh là gửi cho Lực, cũng có nghĩa là cái khoản mà đầu tiên mà bà Vương Kim Thanh giúp cho cháu Lực đi làm cái cầu nối này cô bác này. Rất là biết ơn tới bà luôn, và phải tới thời điểm hiện tại thì bà vẫn luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Và trong nhà của ba ông cháu thì hình như là chắc là không có ai ở cô bác ạ, mấy khó cửa như thế. Về nhà của ba ông cháu thì gọi là ở khu này cô bác này, ông ba ông cháu không có dùng bằng cái khóa đâu, mà dùng bằng một cái dây như này để buộc cửa, để buộc cái cửa lại thôi. Hình như là mấy bao thóc hôm qua là vận chuyển ra đây cô bác này, mấy ba ông cháu thì cũng đã để hết lên trên kia rồi. Bây giờ thì không có ai trong nhà cả, chắc được sẽ đi xuống xem là ông có ở nhà không. Cho được nhìn thấy trâu là cũng không có ở cô bác, chắc là có khi là ông đi chăn trâu thôi. Còn em Hải thì em ấy đi học rồi cô bác. Nhìn từ xa xa thì nhìn thấy một cái góc ngôi nhà một chút cô bác này, nhìn trông rất là nổi, không biết là hiện tại cô bác có đang nhìn thấy không. Sau khi sơn xong thì ngôi nhà rất là nổi luôn. Ở đây thì cháu thì là cháu được thấy ở đây này, không biết là ông ở đi đâu rồi. Sử thì chắc chắn là vừa rồi em mới đi cho cháu Lực các bác bảo là đi tìm
đi tìm thóc ấy. Cho được nhìn thấy từ xa là ông là đang ngồi dưới kia, lại thêm một cái bao gì ở đằng sau, không biết là cái bao gì các bác. Thế bây giờ thì đi xuống xem là ông là đang ở đây làm gì. Đang ngồi đằng sau với lại một cái bao, nó không biết là bao gì. Nhưng mà ở dưới kia thì hầu như là một là ông chỉ đến lấy cỏ thôi, chứ còn ông không có vác thêm là cái bao gì để mà lên nữa rồi. Ở từ dưới này nhìn lên thì có vẻ là như là nhìn thấy nó nổi trội hơn của bác này, nhìn thấy những cái viền mà trên viền chữ A lại một cái màu sơn. Ông ấy đang ngồi đây có vẻ là khuôn mặt hơi buồn một chút, cô bác hôm qua thì mất thêm mà hôm qua thì vừa mới mất thóc xong. Thóc càng này gì? Tờ vai đi mấy tay á? Thưa cô bác, là ông bảo là ông đi chăn trâu là gặp một bùa thóc này mấy đâu gì ngum nữa nhá. Mấy này á? Tốt tao phá nhá. Ông vừa bảo là ông gặp bao thóc ở trên này cô bác này. Ôi. À ở đây cháu được có nhìn còn nhìn thấy là thêm là những cái cây cỏ dại này cô bác này. Đây thì chắc là dùng để che che bao thóc sao ấy. Chú mê tay cho mày dè kìa. Ồ. Tu sư ngăn mê tay bà dè kìa. Sư cảm ơn nữa. Em Sử thì vẫn chưa biết là ông gặp gọi là một bao thóc. Lấy cho tay đây cho tay đằng dè đó. Đây hôm nọ thì trộm cô bác. Trộm vào trộm mà ba bao thóc ấy. Đấy, trộm thì cũng biết là xem là những cái bao nào mà nó không có bị bục ấy thì mới lấy. Ui, bao này khá là nặng ấy. Cái bao này bẹt từ bé thế kìa. Chim mê bảo nhá. Chim mê. Tơ vai, mày này tơ vai đi mê nào. Tơ vai cũng mặt thằng này chim mê cũng vá mặt thằng này. Ồ. Tay mặt thằng này. Chim mê tay nó nọc kìa. Mê tay. Nhưng mà tổ tay hiện lưng mê nó nọc kìa. Chúng tay một mê được. Ủa, sao mất tống tay biến từ chìm vào tù à? Ừ, giờ anh sẽ nhấn một chữ rồi. Ồ, thực lực vừa mới hỏi ông là mất thêm. Bây giờ còn hai bao thì liệu năm nay thì có đủ ăn không? Ông bảo là cái này thì cũng không biết được. Mọi năm thì cũng không có đủ ăn. Và năm nay thì được phần bác Kim Hoàng hỗ trợ cái phần giống. Cho nên là dư ra thêm một chút bao thóc. Thế không ngờ là lại mất thêm hai bao. Thế mà này bạch tầm bày ra gì em này à? Để cái bàn tay mà nổ chắc là bàn con bèn bố lên dây nổ. Cái dây bên tức quả này, dây tức quả là bèn hơn. Dây tức quả là bèn hơn. Bây giờ thì bác bà thóc này đi về nhà đã cô bác rồi, nhà tính chưa? Bà thóc này rơi vào tầm độ tầm hơn 30 cân cô bác ạ. Nó để dây mấy tay vai lên mấy này đang. Ông bảo ông đi chăn trâu thì mấy. Nhìn thấy cái bao thóc này của bác. Cái dẹp bên lý tân này xá bố. Dẹp bên lý tân này xá bố. Cho lúc vừa ông bảo là có đi xuống dưới kia để mà tìm không. Thì ông bảo là ông có đi tìm rồi. Nhưng mà nghĩ rằng là hai bao kia là người ta vác đi về rồi. Mày nói tôi ở tôi cùng biết như thế này à? Một vác lên dốc này thì cũng khá là mệt đấy cô bác. Đấy còn may là còn tìm thấy được một bao nữa. Đấy, một tí nữa thì đợi em Sử về là xem là em ấy đi gọi là đi xem xét lại xem là có kết quả gì không.
Chị cắt rồi chị ơi. Cắt nè. Cắt nè. Bà thóc này được ông ấy lại em xử gọi là lấy cái máy thổi của bác, thổi hết những cái hạt là những cái hạt mà nó không có trong ấy quá, như kiểu nó toàn vỏ ấy, như kiểu là cái vỏ cháu ấy, thành ra là nó rất là nặng, bao thì chắc cũng phải tầm độ 30 cân hoặc độ tầm 40-50 cân ấy. Thôi bay nó trên nào kìa, không biết nó trên nào. Ở trên này thì bây giờ ba ông cháu là hôm qua thì cháu lúc cũng đã lên là bảo em xử là để hết vào trong nhà đi, chứ để đây là thì lại mất thêm ấy. Không biết tốt gì chứ bây giờ mày à. Ngồi nghỉ một chút đã cô bác ạ. Rồi thì sẽ hộ ông là lấy cái bao thóc này để lên trên này. Hỏi ông thì không thể là gọi là cai được cái phần thuốc lào này cô bác ạ. Chỉ hút ra đây ông ấy tuân được chơi rèn rồi. Đợi ông hút thuốc xong một tí nữa thì nó được sẽ hộ ông là cất bà thóc này lên trên gác ở dưới kia các bác ạ. Chứ mà để dưới kia thì lại sợ lại sẽ mất đấy. Để làm cả năm mới được 17 bao thóc. 17 bao thóc. Còn xong mà cả gia tài mới còn có 14 bao. Thế là mất đi 2 bao. Mất đi 3 bao. Bây giờ hiện tại thì tìm được lại 1 bao rồi, còn 2 bao nữa. Không biết là em xử có đã tìm được chưa. Để có được xét điện cho em xử xem là cho nào có kết quả gì không. Sửa đi, không cầm điện thoại đi. Vừa rồi thì lúc mà cháu được điện cho em xử ấy, thì em xử vẫn đang ở nhà. Tức là bây giờ thì em xử là không cầm điện thoại. Tại vì em xử có một cái điện thoại thôi. Điện thoại này thì cũng được bác Tiên, bác ấy mua cho. Thành ra là em ấy rất sợ là làm mất hay là làm hỏng. Cho nên là em ấy không cầm theo đi đâu cả. Chỉ để ở trong nhà thôi. Dù lâu rồi mà nè. Bạn dẹp bên đây tiểu. Lâu phong lên ta chứ. Phong lên ta bạn dẹp bên đây tiểu. Dẹp bên đây tiểu là thách hơn hợp. Bây giờ thì tất cả số thóc còn lại thì sẽ để lên trên gác này hết cô bác ạ. Không có để đi xuống cái kia nữa. Ê bạn dẹp. Rồi đi nào chứ. Đi đẹp thấy lúa. Vác lên trên kia thì sẽ để ông là tự đổ vào cái kia như kiểu là cái sọt đó cô bác. Còn là rất là may mắn tìm lại được một bao thóc cô bác ạ.
Ở đây thì chú Lực nghĩ rằng là trộm mày sẽ gọi là có thể là tối nay, có thể là tối nay để mà lên lấy cái bà thóc này về. Ở đây thì chú Lực sẽ đi xuống xá, chú Lực sẽ hỏi là những người mà thu mua thóc ấy, xem là có người lạ nào đem thóc để bán không. Đấy. Ở trên vùng cao này thì nói là khi mà nếu mà không có tiền các bác, nhà nào mà có thóc nhiều ấy thì nhà đấy sẽ mang thóc đi ra chợ bán, thì cũng không thể gọi là nghi hoặc người ta được. Đấy, chỉ dặn dò là chỉ đi hỏi là các anh nhà nào mà thu mua thóc ấy, hỏi rằng là xem là có người lạ nào vào đây bán thóc không, thì để mà nhìn nhận xem thì mới biết không. Đáng lẽ ra là bao này vừa rồi ông đừng có lấy ra vội, cô bác cứ để đấy, xong mà để tối nay là mấy anh em dình xem là có ai về lấy không. Nếu mà có người nào về lấy thì sẽ phát hiện được gọi là được nhiều hơn. Đấy, nhưng mà ông là ông cũng lấy ra rồi, thành ra là sau khi mà cháu Lực lên thì cũng đã thấy ông nhấc ra rồi. Đấy, có khi là kẻ trộm cũng đã nhìn thấy từ xa rồi, rằng là ông đã phát hiện ở ba thóc rồi, cho nên là người ta sẽ bỏ, sẽ không có vào đây để mà lấy nữa. Đấy. Đấy, còn những cái bàn học này thì sau khi mà hoàn thiện nhà thì sẽ lấy cái bàn này lên trên nhà mới để mà kê cho em Hải và em Sử là học hành luôn ở đấy. Sử nước mắt là gì nổ Sử à? Làm khâu viên đấy chi với chi à chứ? Cái chi ạ. Chi ra? Đấy một làm khâu viên đấy một tù chín nó nổ. Ông bảo là mất 2-3 khóc bao thóc này cô bác này rất là đau và rất là xót. Nhưng mà cũng ông bảo là cũng ông với lại Sử hơi sơ suất một chút, tại vì là cứ để dưới đấy nhiều quá. Trời thì bây giờ hưởng nắng lên một chút rồi cô bác ạ. Phải nói là ba ông cháu để đây, để ở trên phần này này cô bác này, thì một thời gian thì cũng khá là lâu rồi, cũng ít nhất độ tầm được là 4-5 tháng rồi, cho nên là người ta đã để ý từ rất là lâu rồi. Người ta đã để ý từ rất là lâu rồi cho nên là đến thời điểm hôm qua thì mới hành động được. Ở đây thì ba ông cháu cũng được là các bác giúp đỡ rất là nhiều. Thành ra là người ta xem được những thước phim mà cháu được đăng tải lên thì biết là gia đình có cái gì ấy thì người ta luôn luôn là rình rập. Mình chỉ cần mình sơ hở một chút thôi thì người ta đã về gọi là lấy mất rồi. Sứ ơi! Sứ ơi! Sứ ơi! Vừa rồi nghe thấy tiếng của em Sử về rồi các bác ạ, nhưng mà chưa thấy em ấy đâu. Đấy, bà thóc thì cũng đã mới lấy lại lên được rồi. Bây giờ thì cho Lực sẽ lên trên nhà của chú của em Sử xem là em Sử đã ra đến đây chưa. Nhà chú của Sử là cũng đang làm nhà đấy cô bác, thành ra là khi mà chú lên hộ ấy thì em Sử cũng đi trả công cho chú này. Cây sao mộc này làm gỗ cột nhà đấy rất là tốt cô bác, rất là to. Cây này thì ít nhất phải độ tầm được tầm 4-50 năm rồi đấy. Hôm qua thì sau khi mà cháu được đăng tải thước phim mà ba ông cháu bị mất gạo đấy thì cũng rất là nhiều cô bác cũng gửi lời nhắc nhở tới cho cháu Lực để mà cháu Lực truyền đạt cho em Sử để cho em Sử đằng sau mà chú ý hơn. Cháu Lực cũng rất là cảm ơn các bác đã đóng góp và nhắc nhở cho hai anh em. Anh Sử đây bố, anh Vinh. Vinh ở Sử này bố. Sử nào? Sử dưới này nè. Sử thì không ở đây cô bác ạ. Chắc là có khi là chưa chưa về nơi.
di chuyển lên trên nhà mới xem là mấy anh em sơn đá vào hoàn thiện nốt nhà chưa. Nếu mà lên hoàn thiện thì cho Đức Xế gửi nốt cái tiền còn lại cho mấy anh em thợ sơn luôn. Bên nào ấy hảo? Ờ. Sư nữ bố? Sư điện máy á? Ờ. Điện máy tiền nữa nào? Ờ. Em Sử thì lại đi lên hội chú thôi. Bây giờ thì cháu Đức Xế lên trên và gặp em Sử xem là hỏi em xem là có kết quả gì không. Thì cháu Đức Xế tiếp tục ghi hình sau cô bác nhé. Là Sử là vừa đi kia về xong là ra hộ chú vác gấu à? Vâng. À. Thế có phát hiện được gì không? Không ạ. Có phát hiện được gì à? Vâng. Hôm nay là đi hộ là chú luôn là thế ấy? Vâng. Thế bây giờ là vác đi nhà chú à? Vâng. Vác hết chưa? Hết chuyến này rồi. Hết chuyến này rồi à? Vâng. À. Cả chú đây cũng hộ à? Vâng. Ồ. Vừa rồi thì ông đi chân trâu là tìm thấy một bao rồi. Vâng. Là còn hai bao. Còn hai bao là chưa tìm thấy. Vâng. Đi để xem cô bác thì cũng không có kết quả gì. Kết quả thì vẫn còn số 0 thôi. Đấy, có lẽ là sẽ không tìm lại được thêm hai bao kia nữa. Đấy, rất là may mắn hôm nay ông còn tìm được một bao. Bây giờ đi chưa? Đi rồi. Có gần anh hộ không? Không. À. Đấy, chắc là cũng vừa đủ sức rồi cô bác ạ. Xuống nhà à? Ồ. Đây, em Sử thì vừa rồi đi tìm các bác cũng chưa biết là ông với lại cháu Lực đã tìm thấy một bao đâu. Bây giờ vác ra nhà chú luôn à? Cũng tiện thể là cháu Lực sẽ đi vào và xem nhà chú của em Sử xem là ngôi nhà mà trước đã làm rồi bây giờ lại làm thêm thì không biết là như thế nào các bác. Như ngôi nhà của chú của em Sử các bác thì phải nói là tốn rất là nhiều cái cây sao mộc như em Sử đang vác này các bác ạ. Vừa rồi thì cháu Lực có nhìn thấy cả anh Vinh nữa. Anh Vinh là chắc là cũng làm về nhà sàn đấy các bác. Tại vì là anh Vinh nói với cháu Lực là anh Vinh trước kia là anh ấy làm nguyên làm nhà sàn này. Xong đến thời điểm thì anh lại chuyển sang làm nhà xây. Thì anh ấy biết vừa làm nhà sàn này vừa làm nhà xây này. Nhưng mà gia đình nào mà có cái cây gối nhiều thì mới làm được thôi. Chứ còn để mà đi mua cây sao mộc này thì phải nói là không mua được các bác ạ. Đi đường dưới luôn à? Anh khá là lâu lắm rồi mới gặp lại anh Vinh cô bác. Thầy cháu Lực cũng rất là mong trong thời gian tới thì sẽ cành đi giúp đỡ được thêm những hoàn cảnh nào để mà hai anh em lại tiếp tục kết hợp để làm. Ôi chào anh Vinh nha, chào chú nha. Sắp xong rồi chưa chú? Xong rồi. Dạ. Xong ngay rồi à? Cháu Sự xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Này là phát sinh thêm mà anh. À. Thế là nốt hôm nay là xong à? Bây giờ còn mấy cây này nó là hết. Cũng khá là lâu lắm rồi mới gặp lại anh Vinh đúng không ạ? Phải được độ tầm 2 tuần rồi nhỉ? Chắc hơn 2 tuần. Hơn 2 tuần rồi. Hai đồ số 1 ạ. Làm một cái nhà sàn này thì chi phí có đắt không anh? Nói chung gỗ khắc khó thì không đắt mấy. Nếu khắc là từ một cây gỗ trở lên thì mua thì nó sắp xỉ nhà. Sắp xỉ nhà của Sử à? Sử. Ui, cây này đi mua thì cũng rất là đắt đấy nhỉ anh nhỉ? Đắt. Phải bào hết à? Tất cả phải bào hết rồi anh? Bào hết. Làm luôn cho anh. Anh này, chú em này vác cái tuần kéo dính đất rồi.
Nàng nghe. Nàng à? Thế là hôm nay là đi hộ chú là thêm một ngày nữa à? Đi vào thăm ngôi nhà của chú em Sử một chút các bác ạ. Ôi, làm xong hết rồi nhỉ? Vâng. Theo như anh Vinh chia sẻ các bác, nếu mà để mà mua cả cây gỗ này xong mà tiền công ấy thì cũng ngang bằng là như của nhà em Sử ấy. Coi như mà gia đình của người chú của em Sử là khác cũng có hết. Trong thì có vẻ là vẫn còn là ui. Nhà chú của Sử có nhiều bát thóc nhỉ? Vâng. Ôi giời. Nhà chú của Sử có nhiều đất hơn không? Có nhiều hơn ạ. Có nhiều hơn à? Có phải thâu rồi mà mấy bò này. À đây có phải thóc. Đây là bao. Mấy bò đấy mình phải. Mấy bao này là thóc của bao, ít nhất là rồi tầm 20-30 bao. Nhà chú của Sử thì có ruộng là nhiều hơn. Ui. Cây thì ít nhất là không phải được Sử biết bật bao nhiêu năm không? Không biết được. Không biết à? Vâng. Cây như cây này tôi được nhìn nhận là chắc độ tầm độ 50 năm của bác ạ. Thế là mấy bao thóc là hôm qua là để đổ hết trên đây, bây giờ không để ra ngoài chứ? Không để đâu. Để à? Vâng. Để lại mất thêm đấy nhờ. Vâng. Rồi thì tìm thấy một bao màu trắng rồi. Vâng. Còn hai bao, chắc là hai bao kia là cũng vỏ màu trắng hết à? Vỏ... Hai bao kia chắc là màu đỏ. Màu đỏ à? Vâng. Rồi là ông đi chặt trâu là tìm thấy một bao rồi. Và anh ông là cũng mang về nhà hết rồi. Hôm nay thì phải nói là khi mà cháu được lên các bác cũng khá là đáng buồn là mấy anh em là chưa có tìm hết được hai bao, còn hai bao nữa em Sử đi lên trên. Thế là lúc mình đi thì mình có nói thẳng luôn là mình lên xem thóc không hay là mình đi chơi, vừa chơi vừa nhìn thôi? Vừa chơi vừa nhìn thôi. Vừa chơi vừa nhìn à? Vâng. Đấy, như xử lý như thế là cũng quá là hợp lý của bác ạ. Khi mà nếu mà mình đi á, mình nói là đi xem thóc luôn thì người ta có thể là nói lại mình luôn. Vâng. Sử thì cũng lớn rồi, thành ra là em biết suy nghĩ khá là nhiều các bác. Đấy, cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Đấy, còn là ngôi nhà mà sơn đến đâu thì ngày mai cháu Đức sẽ tiếp tục cập nhật cho tất cả của bác anh chị là cùng biết. Đấy, ngày mai sau khi mà anh thợ lên thì em lại lên trên để xem anh thợ sơn thêm lần nữa nhá. Vâng. Nhưng mà buổi sáng anh không lên kịp nhá. Vâng. Còn là cái thước phim cũng khá là dài các bác. Chắc là anh em cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.